Baby. Vâng, Permin là quân bên phía đối phương. Bên mình có một Baby đến từ game thủ U98. Vâng, game thủ Inwood là người cầm Max C. Hai quân đều có lợi thế chống phủ. Và Baby đóng phủ ra là được. Còn Max C của Inwood mà tìm được cái hốc nào đánh y thủ là mắc bêu. Ôi giời, voi kìa. Đây là bãi quả đầu dành cho game thủ Inwood. Trận thứ hai trong trận đấu đầu tiên Inwood được cầm Max C Royal. Thấy luôn bầy hiệu đầu. Một con voi. Và quả phụ luôn này. Chắc không chứ. Nhìn ở đúng, đúng rồi. Phá luôn hiệu, phá luôn hiệu em ơi. Không nói nhiều. Không, nó đang lùa rồi, phá đi. Thôi không phải Ken. Mình cần gì phải khổ. Màu 4 nhá. Trẻ con X6 gì gì này. Rồi đóng xa ra không được tí, đóng hết ăn chưa? Đấy, đóng hết ăn 3 voi đi anh. Ờ đúng rồi. Ôi làm gỗ nhanh nhanh lên mà giải quyết thôi. Xong đi câu voi về đi. Lùa về luôn. Ơ quả phụ bên kia. Trời mát máy quá. Vâng. Bốn này chết nhá. Này sống thì thành tật. Và bây giờ em cho luôn thằng dân đấy đi dò cho bên nhà mà bốn có gì phá hết cho anh. Sao phải sợ nhờ. Chứ mình ác thì mới khỏe được chứ. Và bây giờ mình không ác với người ta ác với mình anh. Trời ơi. Ôi trời ơi, lại quả phụ bịp rồi. Quả phụ ở giữa nhà em ơi. Ờ thì ăn đi chứ còn gì, anh nhiều đồ lắm. Bài mắc bêu dành cho game thủ Inwood trong trận đấu này. Không biết được cái rừng kia thì không đóng. Thằng 1-4 chết rồi. Trận này em cứ quên thằng 1-4 đi. Ôi trời, thôi chết rồi. Đóng hết, ngu người. Rồi ăn chung này, ô bom, tên ô bom trận lực đến từ U98 đây. Và hôm nay vẫn còn cố để có thể có thể để ăn mấy con hiêu này, bịp thế à rời. Không, đây là ấy chứ, đây là min chứ. Pơ mơ là ông kia. Ô bãi quả phụ khéo không đi vào ăn được đấy, bình tĩnh đi em ơi. Vực nó ôm nguyên bãi quả là mệt đấy. Ờ chưa biết được. Vực kia nó ôm nguyên bãi quả của game thủ Inwood là cũng tím đấy. Khả năng cao mình nghĩ là Per sẽ tạt sang bên này luôn mất. Hôm này lại rình đánh 25 dân các bạn thấy. Tiếp tục ăn hiêu ăn quả. Rồi ăn được ăn được. Ăn hiêu trước đi. Bài 2. Bài 1 voi. 1 hiêu 1 lẻ lùa về. 7 hiêu là một bãi quả phụ. Lên đời sẽ lực không thực sự khỏe, nhưng ôm được nhà màu 4 là game thủ U98 sẽ cố gắng cân pơ. Và đối phương ăn chanh mất ở đây rồi. Đóng bên kia cũng khoai. Sao Min Wan họ ăn nhanh nhỉ. Đây ngay gần đi thẳng rồi. Ui giời. Mày 4 voi về vẫn còn cố ăn quả nữa. Đâu U98 đâu. Đi ra sau con vực này là thấy. Đấy. Sau con vực là thấy. Trên. Dễ phải. Đấy. Khổ. Đấy. Ờ chưa phải à. Đây. Ngay gần nhà ông. Ờ, từ từ đấy. Thôi đập. Rồi bây giờ chơi trò đập một máu tí giò vào chọc phát chết luôn. Cho nó mát. Hai mươi bốn dân. Ôi. Không ai lên đời kìa. Đánh được đấy. Đóng nhà đi còn gì nữa. BL, BM. BM ở kia cũng được.
Bãi vàng của em đâu? Ôi vàng ở gần bãi gỗ này luôn. Về bãi vàng ở trong bãi quả để không khóc à? Kích đời 11. Soi tham cho đội bạn lên đời chưa? Rồi bo mấy cái e là kín rồi mà. Đội bạn cũng đã lên đời rồi, vô thưởng cũng lên đời khá khá, không quá muộn. Nhưng đây là một bài pơ không đột biến nên không hề xoắn. Ôi thôi bo gần đi em ơi. Lên cái công cho ngựa giò, ván vàng ở đây. Bắt đầu đưa giò sang, Min Wan cũng đã lên đời rồi. Tầm này chưa lên đời chắc nghỉ. Bắt đầu vào xúc luôn. Chơi thẳng vào bãi quả. Xem đi ra được không nhá. Ô bãi vàng này. Vẩy với chúng tôi này. Đâu đúng rồi, vào trong đi. Nào anh định như nào? Lại chạy ra à, cũng có giò đến từ người cầm bộ 4 này. Thông tin từ U98 báo về Per không có cửa. Vâng, tham 25/36 dành cho game thủ Ít Vua bài cầm Maxi. Cùng sang bên này U98 24/36. Ôi trời, Per cũng không có vàng vùng gì cả. Nghỉ 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 nghỉ. Vâng, lên bánh xe và làm một cái nhà BP ra. Chết mất con giò, chém giò đối phương kia. Thôi không được, bỏ qua luôn. Sang đây chơi vào khu vực ăn hoàng của người cầm Persian. Một cái bè và hai cái bè nữa để kín. Lạc đà đã bắt đầu đến. Vòng vụt con ngựa giò của người cầm Persian. Bắt đầu kin dần. Rồi, cho một lạc đà ra đứng thủ và ăn hoàng. Mát máy. Ở trên khoảng 7 dân rồi. Có phù thủ luôn. Nào như nào? Như nào? Phá vỡ nhanh như điện nhưng mà nó lại chẳng được cái tác dụng gì cả. Có bánh xe rồi và chạy đi. Phù thủy em ơi, hello baby. Hello baby. Và khó chịu lắm rồi. Ăn luôn. Vâng, Pơ chỉ có 3 dân ăn vàng thôi đấy. Xin con cung lờ ra bắn vãi vàng của đối phương là nghỉ rồi. Ôi giời, Pơ này chạy đi đâu này. Khó chịu này. Chém đi. Xin con giò ra ông thần. Ờ, để cung lờ rồi. Vâng, để xem các game thủ bên phía Nghệ An sẽ lấy gì công vào nhà U98 trong trận thiếu này. Đen BB và chạy ra luôn. Lại 7 cái BE vào. Cho nó chắc cối thôi. Và bây giờ bãi vàng này đưa cung lờ sang bắn. Là vô thường tịt. Tịt không chân trống, tịt hai bà cháu luôn. Cẩn thận hở rừng nhá. Có phù dắt lên luôn, không phải ngại em ơi. Bắn con sư tử đi, không chết mất phù. Thông tin báo về Pơ chéo bên nhà game thủ Ít Vua một tơn đau. Nhưng bây giờ sẽ là một tình huống lấy tham bãi vàng của người cầm Persian. Chắc chắn chết rồi, kìa con dân bên ngoài kìa. Rồi, chạy đi đâu? Bây giờ đi dò hết những nông dân của người cầm Persian này và thịt hết đi, dắt phù sang bên kia cũng được. Ở con sư tử đây. Min đánh chém. Chạy về đấy. Ôi đứng lại vụt luôn, thằng này bệnh rồi. Hello baby. Làm ngay hai con nào. Một chú, hai chú. Ta đã bảo check lại bãi gỗ đi. Vâng, ba chú. Rồi được rồi. Rồi Pơ thiếu nốt tờ này là cũng nghỉ thôi. Chạy dân ra bên ngoài. Vâng, đã đưa lạc đà về thủ lại tờ này. Hàm lai đang rất to rồi. Kìa phù kìa, phù kìa. Làm con nữa không? Rồi làm được con nữa luôn. Rồi Maxi tham bao nhiêu? Ông lại, ôi ôi, tham 10 chết tôi. Đâm y vào nhà cầm Min Wan. Chắc chắn là tham mình đè. Rồi bây giờ ông lại còn bảo tham mình không đè. Pơ tham tuổi gì đánh còn vài lạc đà thôi. Bơm đồ cho này đâm y em ơi. Pơ chết rồi. Em có cung lờ đi sang tạt Min Wan dần đi là vừa rồi. Chờ đợi gì nữa. Đâm y Min Wan đi em. Dắt về nhà làm gì. Ít cua à, thế bảo có người chạy vào 3 giờ. Đây là game thủ U98 vẫn đang bị công vào bãi vàng kìa. Sửa đi. Rồi phù tơ này. Ở coi là lạc đà Min Wan vẫn phù được. Mới kinh chứ này. Ngon thật đấy. Rồi timeline 26/52. Nhưng đây là cái timeline to nhất bản đồ các bạn ạ. Timeline to nhất bản đồ hiện tại.
Vâng, tạt nhà Minh Oan đây. Minh Oan có thủ phụ à? Chắc không thủ phụ đâu. Hả? Tổng với cả Minh Trinh. Sao ấy? Rồi đây 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 đây, đẩy sang nhà Minh Oan đây. Úi giời, Minh Oan nhiều dân lắm đấy. Không đơn giản nhá. Một cung L thì chưa thể công được vào khu vực bãi gỗ của đối phương. Vâng, giò lỗi voi. Bây giờ thì đối phương mang cả dân ra chơi cung L rồi. Tạm lại 28 trên 44. Ở nhà có gì vào không? Rồi chém đi. Persian còn cái vẹo gì mà đưa lạc đà về đây này. Chém dân đấy. Vâng, như nào? Tỷ số sẽ là 2-2. Chúng ta sẽ có trận chung kết trong trận đấu đầu tiên. Phá vẩy E98 và quyết luôn. 2-2 trong trận đấu đầu tiên và chung kết trong trận đấu đầu tiên. Ngon rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận chung kết trong trận đấu đầu tiên. Trận đấu mà Quân lợi thế hơn hoàn toàn mà không thắng được nữa thì chặt tay.